Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay Pháp Thái quay trở lại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của Song Phụng có một số phôi giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em hình ha. Rồi, chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái, chào tất cả quý anh chị em cô bác ạ. Thì hôm nay bên nhà vườn em cũng có về một số mẫu đơn với lại một số hoa giấy. Muốn giao lưu với quý anh chị em cô bác qua số điện thoại là 0379420059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Thì cũng nhân ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì em cũng chúc quý tất cả quý anh chị em cô bác mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ ạ. Dạ, giờ em lên cây số 1, đó là một cây thái đỏ ạ. Thường chậu quý cô chú anh chị. Hàng thường chậu ạ, cây cao 60 ạ. Trái ngang 50. Dạ, hoành là hoành 12 ạ. Dạ, mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình ạ. Đi luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 2 cũng là một cây thái đỏ ạ. Cây cao cho mình là 65. Cái ngang là 52 ạ. Hoành em đo được vị trí này là hoành 11 ạ. Và mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 3 là một cây hồng phấn lá sắn ạ. Phơm tròn như trái banh ha. Hàng này là hàng thường chậu ạ. Cây cao cho mình là 80 ạ. Cái ngang em đo được là 86 ạ. Thấp hơn cây này là 18. Gốc rất là già. Dạ, già. Hoành em đo được là hoành 16 ạ. Cây cái nồi đế dưới luôn á quý cô chú anh chị. Cây này thì em đã hừng chậu sống khỏe cho mình rồi. Mã số 3 này em xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 4 là thái đỏ ạ. Hàng này là hàng bụi ạ. Tàn mâm xôi ha. Dạ. Hàng này là hàng bụi cho mình ạ. Cây cao cho mình là 64 ạ. Trái ngang 90. Cái này hàng bụi nên em khỏi đo hoành cho quý cô chú anh chị mình. Liền cụm quý cô chú anh chị. Nó liền cụm. Dạ, số 4 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 5 cũng là tàn mâm xôi, hàng bụi luôn ạ. Này số 4, số 5 mình được cặp. Cây cao cho mình là 72 ạ. Trái ngang là 84. Em đo thử cái cụm này cho quý cô chú anh chị mình. Dạ, nguyên cái cụm này em đo được là 38 ạ. Và mã số 5 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Hàng thường chậu sống khỏe rồi ạ. Số 6. Một cây vàng pháp. Số 6 là một cây vàng pháp ạ. Cây cao cho mình là 95. Trái ngang cây này là 65 ạ. Màu vàng rất là sáng quý cô chú anh chị. Cây này thấp thân là 46. Hoành em đo được vị trí này là 12 ạ. À. Mã số 6 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Số 7 là một cây phôi thái đỏ ạ. À. Cây lên mầm cho mình hết ạ. À. Cây cao cho mình là 14. Trái ngang là 17 ạ. À. Hoành cụm này em đo được vị trí này là 26 ạ. À. Và mã số 7 em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Dạ, số 8 cũng là thái đỏ luôn ạ. À. Cây cao cho mình là 14 ạ. À. Trái ngang 19 ạ. À. Tổng hoành này em đã được là 21 ạ. À. Và mã số 8 em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Số 9 cũng là một cây thái đỏ luôn ạ. À. Cây này một cốt ha. Dạ, cây này một cốt. Cây cao cho mình 22.
Tới ngang 16 rồi. Gốc nở. Bên em đã được là 11 ạ. Và mã số 9 em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 10 là một cây thái vàng. Cây cao 20 ạ. Tới ngang 14. Và em đã được là hoành 15. Và mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 11 cũng là một cây phôi thái vàng luôn ạ. Cây cao 25. Tán ngang 14. Và em đo được vị trí này là 16 ạ. Và mã 11 này em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 12 là một giấy Mỹ ghép tím Pháp ạ. Cây cao cho mình 1m03 ạ. Tán ngang 76. Và em đo được vị trí này là 15. Cây này củ đế còn sâu dưới với cô chú anh chị mình về đôm đế lên giùm em nha. Và mã 12 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 13 cũng là một cây giấy Mỹ ghép tím Pháp luôn ạ. Hai cây này em cặp quý cô dạ, chị. Hai cây này em cặp con lắm quý cô chú anh chị. Cây cao cho mình 1m02 ạ. Tán ngang 70. Và em đo được vị trí này là 15 ạ. Cây này về mình đôn đế lên giùm em, củ đế còn sâu dưới ạ. Và 13 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 14 xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình đó là một cây phôi giấy Mỹ ạ. Cây đã lên mầm sống khỏe cho mình hết rồi ạ. Cây cao cho mình là 46. Và em đo được là hoành 15 ạ. Cây lên mầm rất là dài ha. Dạ, cây một lên rễ. Dạ, một rễ. Dạ, 14 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 15 cũng là một rễ. Cũng là một rễ luôn ạ. Cây cao cho mình là 48 ạ. Và em đo được là hoành 15 ạ. Dạ 15 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 16 cây cao cho mình là 52 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Dạ 16 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị. Cây này về quý cô chú anh chị mình cắt mặt ngang đây xong rồi mình mới ghép nó đi, nó có bị gãy mấy cái bo này cũng không có bị ảnh hưởng gì nha quý cô chú anh chị mình. Tại vì nó hơi bị dài á. 17. Cây cao cho mình là 66 ạ. Và em đo được vị trí này là 23. Và 17 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 18. Cây cao 43 ạ. Và em đo được vị trí này là 23. Dạ 18 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 19. Cây cao 55 ạ. Và em đo được vị trí này là 20. Một rễ luôn. Dạ một rễ. Dạ 19 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 20. Cây cao cho mình là 53 ạ. Và em đo được vị trí này là 18. Dạ 20 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 21.
Cây này thì em đã vô chậu sẵn cho quý cô chú anh chị mình rồi. Cây này về mình cắt ghép được ạ. Cây cao cho mình là 39 ạ. Hoành em đo được là hoành 27. Khi đi là em sẽ đi luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ 21 này em cũng xin giao luôn là 500k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 51. 21. 22. 22. Cây cao 49 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Dạ 22 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 23. Cây cao cho mình là 47 ạ. Hoành em đo là hoành 18. Dạ 23 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 24. Cây cao 58 ạ. Hoành em đo được là hoành 15. Dạ 24 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 25. Cây cao cho mình là 56 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Dạ 25 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị ạ. Hàng đã lên mầm sống khỏe hết ạ. 26 là một cái phôi một rễ ạ. Cây cao 37 ạ. Hoành em đo được vị trí này là 21. Dạ 26 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 27. Cây cao 44 ạ. Hoành em đo được là hoành 17. Dạ 27 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho quý cô chú anh chị ạ. Cây bên nhà em thì về quý cô chú anh chị mình có thể cắt ghép được ạ. Cây cao cho mình là 43. Hoành em đo được là hoành 20 ạ. Dạ 28 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 29. Cây cao 48 ạ. Hoành em đo được là hoành 15 ạ. Dạ 29 này em cũng xin giao lưu là 150k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 30. Cây cao 51 ạ. Hoành em đo được là hoành 14. Dạ 30 này em cũng xin giao lưu là 150k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 31. Đúng không? Một cái phôi. 31. Cây cao cho mình là 1m16. Hoành em đo được là hoành 22 ạ. Dạ. 31 thì em cũng xin giao luôn là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 32. Cây cao 50 ạ. Hoành em đo được là hoành 20. Dạ 32 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 33. Cây cao 50 ạ. Hoành em đo được là hoành 22. Dạ 33 này em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 34. Cây cao 52 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Dạ 34 em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 35. Cây cao 40 ạ.
Hoành em đo được là hoành 20. Dạ 35 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 36. Cây cao 43 ạ. Hoành em đo được là hoành 21. Dạ 36 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Bỏ lên luôn đi. 37. Voi này thì em đã vô chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn rồi ạ. Khi đi là em đi luôn chậu ạ. Cây cao 51 ạ. Hoành em đo được là hoành 23 ạ. Dạ 57 thì em cũng xin giao lưu là 500k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Đi là đi luôn chậu luôn ạ. 38. Một rễ ạ. Một rễ. Cây cao cho mình là 50 ạ. Hoành em đo được vị trí này là 15 ạ. Dạ 38 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 39. Cây này thì đã vô chậu rồi. Cây này về quý cô chú anh chị mình ghép thì quý cô chú anh chị mình cắt rồi không thì để chơi cây zin cũng được. Vô dây chơi cây zin ạ. Cây cao 53 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Dạ 39 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị ạ. Khi đi là đi luôn chậu luôn ạ. 40. Một rễ. Cây này một rễ mà duyên lắm quý cô chú anh chị. Cây cao 43 ạ. Hoành em đo được là hoành 16. Dạ 40 thì em cũng xin giao lưu là 350k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 41. Cây cao cho mình là 50 ạ. Hoành em đo được là hoành 22. Dạ 41 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Khi đi là đi luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 42. Cây cao 54 ạ. Hoành em đo được là hoành 17. Dạ 42 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 43. Cây cao 76 ạ. Hoành em đo được là hoành 19 ạ. Dạ 43 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 44. Cây cao 46 ạ. Hoành em đo được là hoành 24. Dạ 44 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 45. Cây cao cho mình 60 ạ. Hoành em đo được là hoành 17 ạ. Dạ 45 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 46. Cây cao 45 ạ. Hoành em đo được hoành 18 ạ. Dạ 46 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 47. Cây cao cho mình là 45 ạ. Hoành em đo được là hoành 16. Dạ 47 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 48. Một rễ ạ. Cây cao 35 ạ. Sẵn là so ha. Dạ. Hoành em đo được là hoành 14 ạ. Nguyên cái đường sẵn nữa. Dạ 45 này em 48 thì em cũng xin giao lưu là 150k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 46 cũng là một rễ luôn ạ. Cây cao cho mình là 50 ạ. Hoành em đo được là hoành 15. 49. Dạ 49. 49 em cũng xin giao lưu là 200k.
hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 50. Cái cao cho mình là 55 ạ. Hoành em đo được là hoành 19. Cây này rễ nó sắn nó cuộn lại với nhau cũng đẹp lắm quý cô chú anh chị. Dạ 50 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 51. Cây cao cho mình là 59 ạ. Hoành em đo được là hoành 16. Dạ 51 thì em cũng xin giao lưu là 150k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 52. Cái cao cho mình là 72 ạ. Hoành em đo được là hoành 20 ạ. Dạ 52 này thì em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 53. Cái cao cho mình 55 ạ. Hoành em đo được là hoành 22 ạ. Dạ 53 này hiện cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 54. Cây cao 47 ạ. Hoành em đo được là hoành 18 ạ. Dạ 54 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 55. Cây cao 52 ạ. Hoành em đo được là hoành 15. Dạ 55 này thì em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 56. Cây cao 55 ạ. Hoành em đo được là hoành 18. Dạ 56 này thì em cũng xin giao lưu là 170k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn Song Phụng ha.